Nữ streamer Bình Dương chốt ngày đến nhà gặp Vy Oanh vỗ mặt, sắm chổi quét rác. Vy Oanh đã thẳng thắn đáp trả khi nữ streamer tuyên bố muốn đến nhà cô để nói chuyện cho ra lẽ. Sáng 11 tháng 11, nữ streamer Bình Dương đăng đàn thông báo về buổi gặp mặt Vy Oanh sau nhiều ngày vướng lùm xùm với đàn em. Vì đại gia này chốt hẹn gặp Vy Oanh vào thứ Tư, ngày 17 tháng 11, bà viết: "Quý vị yên tâm, tôi sẽ báo đầy đủ cho công an khu vực ở tất cả những nơi tôi đến nhé quý vị." Sau thông báo của nữ streamer Bình Dương, trên trang cá nhân, Vy Oanh cũng có động thái phản hồi nhanh chóng. Nữ ca sĩ tuyên bố không tiếp nữ đại gia nhưng sẽ livestream nếu đối phương dám mò đến nhà Bình. Cô viết: "Haha, để tớ sắm vài cái chổi để quét rác nhá, có gì để em sẽ livestream cho mọi người. Toàn cảnh rác có chân biết mò đến cửa nhà em nhé, tất nhiên là em không cho vào bẩn nhà rồi, nếu có đến em mới like được nha." Chưa biết cuộc chậm trán giữa bộ đôi oan gia ngõ hẹp này có diễn ra hay không, nhưng nhiều cư dân mạng đang vô cùng hào hứng chờ ngày cả hai gặp mặt. Thời gian qua, lùm xùm của nữ streamer Bình Dương và Vy Oanh đã phủ sóng mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho rằng bản thân bị nữ đại gia vu khống đẻ thuê làm gái giật chồng, nên ngày 25 tháng 10, Vy Oanh nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án liên quan tới bà Phương Hằng. Sau đó đối phương cũng tố ngược giọng ca Đồng Xanh là phá hoại quỹ từ thiện của mình khiến nhiều người chịu khổ. Thiều Bảo Trâm lên tiếng phản pháo khi bị đồn mượn đồ hiệu của Châu Bùi. Trước ồn ào mượn đồ Châu Bùi, ca sĩ Thiều Bảo Trâm đã lên tiếng đính chính. Sau khi dính tin đồn chia tay Sơn Tùng MTP, cuộc sống của Thiều Bảo Trâm nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Bên cạnh những người đồng cảm thì cô nàng dính không ít thị phi. Cách đây ít ngày, Thiều Bảo Trâm đăng loạt ảnh mới lên trang cá nhân, khoe khéo mẫu túi hàng hiệu và nhận được nhiều sự chú ý. Sau đó, nữ ca sĩ lại âm thầm xóa những bức ảnh này, khiến nhiều người nghi ngờ túi của cô là đồ mượn của Châu Bùi. Sau ít ngày im lặng mới đây, Thiều Bảo Trâm đã chính thức phản hồi về những thông tin trên. Nữ ca sĩ cho biết, do đăng mấy tấm chụp bằng điện thoại kèm máy ảnh nên nhìn không có đồng bộ, mấy tấm ảnh chụp bằng điện thoại dính tường dơ đằng sau nên đăng lên nhìn không đẹp nữa, nên tôi mới xóa thôi, chứ không ai dám cho ai mượn với cả bản quyền gì đâu. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng nhắc đến Châu Bùi, đồng thời khẳng định không ai dám cho mượn đồ hiệu đâu, công việc mỗi người mỗi khác, chuyện không có gì, nhưng nói vậy cũng ảnh hưởng tới Châu, nên mình giải thích vậy thôi, Thiều Bảo Trâm nói thêm.